Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại Nguyên Hồng Audio. Vào những năm khoảng thập niên 70-80 thì khi đã tạo được tên tuổi và chỗ đứng của mình tại thị trường Nhật Bản thì hãng Pioneer đã tấn công sang thị trường Mỹ bằng những dòng loa nổi tiếng mà chúng ta thường bắt gặp hình bây giờ như loa Pioneer CS77A, 88A, 99A hoặc là CS901, 701, 801. Thì hôm nay mình có trong nhà này một cặp loa Pioneer CS903, đây cũng là một dòng xuất Mỹ nổi tiếng với một thiết kế rất hầm hở như các bạn đang nhìn thấy trong video mình quay hiện tại. Thì đây là một dòng loa có công suất lớn, loa đến 300W và có thiết kế bass 4 tắc lạnh, loa có 5 đường tiến, một két còi có đường có chiều rộng là 20 cm. Đặc biệt nó còn có bố trí thêm được hai loa super tape. Đây là hai loa super tape và digital. Dòng này là cho tiếng chép gọi là rất chi tiết và cho âm thanh trung thực nhỏ nhất mà những giới nghe âm thanh thường thích những âm thanh đó. Và đây là loa mic. Loa mic ở đây có đường kính 20 cm lận. Với loa mic lớn như thế này thì chúng ta không có còn ngại ngần gì mà sợ loa không ra được những dãy mic cao rõ hay những giọng ca sĩ trung thực nhất. Rồi loa có những cái nút chỉnh ở đây. Đây là những nút chỉnh để chúng ta nghe các dãy tần trép từ cao cho tới thấp. Bình thường thì mình để normal là nghe trung thực nhất. Nó có một dàn đèn để báo những tín hiệu công suất ra. Âm ly chúng ta thường mở nhạc vừa thì nó khoảng lên đèn dãy số 2, số 3 thôi. Các bạn rất yên tâm mà chơi, không có sợ quá công suất vì đèn nó nhảy lên cao thì chúng ta sẽ biết. Rồi mình sẽ đánh giá về chất âm của loa. Theo đánh giá riêng của mình sau vài ngày test và nghe thử thì cái bass của loa rất là lực, uy lực và mạnh mẽ. Chúng ta có thể chơi các loại nhạc vàng, nhạc mạnh hay là nhạc rock, pop đều vô tư. Về trét của loa thì chúng ta khó có thể nào mà còn chê được nữa. Loa bố trí gồm hai loa trét nhỏ và một loa trét kèn nữa thì độ chi tiết là tuyệt đối rồi. Rồi và loa mic như thế này thì chúng ta nghe cái giọng vocal và những cái giọng ca sĩ nó rõ nhất, đáp ứng được những đôi tai khó tính nhất. Thì bây giờ mình sẽ test một bản nhạc vàng để các bạn nghe rồi cùng cảm nhận nhé. Trong lúc test mình sẽ quay cho các bạn xem bên trước và phía sau cũng như bên hông loa, các bạn được nhìn thấy loa này được thiết kế đẹp và sang trọng như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ test bằng hand. Anh phải đi, cơn đắng lên đường.
này đó. Tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi. Tôi buồn nhớ tim đau dạn vỡ. Ôi thương anh thương nhất đời. Bàng hoàng như trong cơn chiêm bao tôi thầm nghĩ. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác. Nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé.